Mặt trời lại mọc rồi ư? Thật không thể tin nổi. Ta cứ nghĩ hôm qua nhắm mắt lại là xong mọi thứ hết rồi chứ. Nhưng hôm nay lại thêm một ngày mới. Như thế này làm sao mà đỡ được. Sư phụ, gái kìa. Oh my god. Wow. Yêu quái. Chào thí chủ. À, chào em. Chúng tôi không phải là yêu quái. Ngộ không? Dạ sư phụ. Giới thiệu đi con. Dạ. Kính thưa các quý ông và quý bà, bằng tất cả niềm tự hào và niềm vui vô bờ, chúng tôi xin trơ cháo giới thiệu anh Tăng 4.0 Boy phố cổ. I'm good boy. Trai đẹp, what is your name? I'm fine, thank you, okay? Không phải, what is your name? I am mù tịt English. Sư phụ tao bảo là sư phụ tao không biết tiếng Anh. Nữ thí chủ đây có thể nói tiếng Việt được không? Vietnamese. Dạ. Sư phụ, bánh bao kìa. Đây là bánh bao có tẩm thuốc chuột mới dùng. Sư phụ ngu vừa vừa thôi chứ. Người ta đã bảo là có tẩm thuốc chuột rồi mà sư phụ vẫn đòi ăn. Nữ thí chủ có thể cho bần tăng hỏi xung quanh đây có chỗ nào có wifi không, để cho thầy trò bần tăng quay top top cho đỡ chán. Thế các thí chủ ở đây đều là idol top top à? Chơi top top lâu chưa? Cũng 2 năm rồi thí chủ ạ. Chơi top top lâu vậy, chắc nhiều follow lắm nhỉ? 2. 2 gì? 200k à? Hay 2 triệu? 2 follow. Không sao không sao, Chúa sẽ phù hộ thánh tăng. Nhà thiếu nữ có lắp wifi 500.000 một tháng. Tốc độ nhanh hơn cả tốc độ lật mặt của người yêu cũ. Bao nhanh. Nếu như không chê, có thể về nhà thiếu nữ bắt wifi, chơi wifi. Còn quay top top ấy thì thôi đi. Ừ được. Không được đâu sư phụ ạ. Bắt wifi chùa mà còn chơi lờ chùa. Không được đâu. Wifi hay mà các vị sư phụ. Game nào cũng có cái hay của nó. Riêng wifi thì đéo. Các vị sư phụ không cần phải lo, nhà thiếu nữ cũng gần ở đây, mau đi thôi. Ây chà, chúng ta cùng sang nhà thiếu nữ này đi. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau sang nhà thiếu nữ này làm mình làm mẩy để enjoy cái moment này đi. Đi thôi sư phụ. Mặt trời hôm nay lại mọc rồi. Chán. Sư phụ ơi, dậy. Mày có dậy không thì bảo.